Kinh Nhật Tụng Thiên Tâm Đạo. Xin trích đọc phần Kinh Sám Địa Mẫu từ câu 307 đến câu 322. Khắp thế giới thập phương cung kính, ráng niệm trì nguyện thỉnh lời châu, đắc thành sở nguyện mong cầu, vậy mà chẳng thấy người nào lưu tâm. Xét ra khắp cả hoàn cầu đều do lệnh mẹ pháp màu chuyển ra, mẹ thương con vị tha tất cả, nào thấy ai để dạ xót thương. Đắng cay khó nhọc ai tường, rõ thông nỗi khổ đoạn trường biết bao. Phán truyền bày tỏ nhiều lời, hóa sanh hoàng đạo khai đời dưỡng sanh, Phật mẫu cố phân rành tất cả. 72 vị đã lãnh phần, đương kinh hành sự xa gần, vị nào cũng có thánh thần họp chung.